Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Rồi anh bác và đảng với 6 tháng mình đã xây dựng được một cái cuộc sống ở quê nhà. Giờ này vẫn còn phải làm, không nơi đâu bằng ở quê hương. Mấy phút mình được chị các bạn đấy, những cái em mà lao động còn rất là siêng năng, đây là công việc cuộc sống ở quê nhà nữa, ở đâu cũng phải làm, ở đâu cũng phải kiếm cơm. Biết là mình thấy cơ hội tới là mình phải chụp lấy và phải biết tận dụng cái cơ hội. Biết là ở quê nhà đất nước đang phát triển và đổi mới không ngừng, ở bên Mỹ cũng phải làm anh chị các bạn. Có nhiều người họ nghĩ cái gì cũng được sung sướng lắm, thật ra thì cuộc sống mưu sinh mà. Các bạn biết ở Mỹ khi mà mình bế tắc rồi là con người ta dễ bị stress, bị khủng hoảng. Nhất là cái cuộc sống mà tha thương cầu thả, chứ không phải như Việt Nam đâu. Tôi nói cho các bạn, ở bên Mỹ mà đơn thân mà độc mã, cuộc sống nó đấu tranh và nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và học hỏi và sức lực của mình rất là nhiều. Còn ở Việt Nam bạn thấy, ở Việt Nam cái cuộc sống của người dân của mình đa số họ có gia đình, có anh em nương đạo nương tựa đến nhau. Còn ở Mỹ các bạn biết, nếu mà cuộc sống mà đơn thân độc mã, chưa nói đến bị người ta ăn hiếp, chứ không phải giỡn đâu. Nhất là cái nước Mỹ, cái cuộc sống của mình nó không đơn giản như nhiều người tưởng. Đó là các bạn thấy có rất nhiều người ở Việt Nam nhưng mà cái họ ngó vào bên Mỹ không, mà tại vì mấy tụi chống cộng nó lên mạng nó cho ăn cái bánh vẽ nghe khoái. Ở Việt Nam nhiều khi mình cuộc sống mình bế tắc, mình còn có người này người nọ để mình nương tựa và đứng lên. Bạn thấy mình đã làm tới đây, phải nói là nhìn lại thấy rất là mừng. Nhìn lại suốt mấy tháng trời ròng rã, lúc mình trở về trở đây, chỗ này chỉ là ao đầm thôi các bạn, không có đường để đi vô nữa, mà mình đã cố gắng tận dụng hết sức sức lực của mình để xây dựng lên một cái cuộc sống ở quê nhà. Tuyệt vời hả? Không đâu bằng ở quê hương mình. Cái cuộc sống buổi chiều bình minh vừa xuống, bữa nay tụi nó tranh thủ lại thì xong mấy cái phòng xong rồi hàng rào, mà mai nay bắt đầu mình xây dựng lại cho nó đàng hoàng chỉnh tu. Cũng có được cái chỗ để nghỉ ngơi. Xây nhà tạm trước đi. Đấy. Đó, mình xây không rồi từ một cái chòi mà mình dựng lên lụp sụp. Bữa nay mình xây. Hello, Văn Văn ô tô Nguyễn. Đấy. Thôi mình cứ từ từ mà kiếm ăn, chỉ vậy thôi. Bữa nay mình up đế cái cuộc sống ở quê nhà. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye 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 bye.